Hello guys, hôm nay cùng quay trở lại với chuỗi series về dấu hiệu nhận biết trọng âm cùng với Thanh nhé. Ok, và sau đây đó là quy tắc số 7. Trong từ có hàm tiết mà chúng ta thấy là có y cộng phụ âm cộng với e thì trọng âm sẽ rơi chính vào nguyên âm y đó. Và nguyên âm y đó mình sẽ đọc là âm i mọi người nhé. Ok, ngoại trừ các cái dấu hiệu như là i, v, e, i, l, e và i, c. Ok, thay lấy ví dụ mình có từ này. Ok, chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây là một cái từ có hai âm tiết đúng không? Và mình có dấu hiệu là y cộng một phụ âm t cộng với e, được chưa? Vậy thì ở đây mình sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết số 2 và nguyên âm y sẽ được đọc là âm i mọi người nhé. Cho nên cái từ này mình sẽ đọc là invite, invite, được không ạ? Từ tiếp theo thì có từ này. Ok, rồi chúng ta cùng phân tích. Đây cũng là từ có hàm tiết và có dấu hiệu đó là y cộng phụ âm b cộng với e. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý đó là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, tức là rơi vào nguyên âm y. Và nguyên âm y sẽ đọc là âm i. Cho nên cái từ này mình sẽ đọc là subscribe. Again, subscribe. Được không mọi người? Yes, good job. Và sau đây thì sẽ có một số từ tương tự. Các bạn hãy bộ vào luyện tập cùng với Thanh nhé. Advise. 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 Define. Insight. Insight. Okay, good job everyone.